xin giới thiệu hôm nay mình chia sẻ quý vị các bạn nhà thờ giáo xứ Hòa Bình. Ở vườn Thanh Hòa, Hòa Hòa này các bạn.
Video đến đây đã hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn quý vị và các bạn video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.